Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trên tay em hôm nay đang cầm để gửi tới mọi người một sản phẩm, đấy chính là công tắc đơn lên xuống kính. Đây là một dạng công tắc, theo lắp nguyên bản thì nó là dùng cho Fortuner và Innova, nhưng với cái dòng công tắc đơn này thì nó chế được cho rất là nhiều dòng xe. Đây là dạng công tắc 5 giắc chờ. Đây là cái chỗ gài. Nếu theo chuẩn xe của nó thì anh em chỉ việc gài vào thôi. Còn nếu mà độ chế thì mình có thể cắt hay lựa làm sao cho nó phù hợp với cái khuôn đấy. Đấy. Xuống kính và lên kính đã. Rồi. Đây là sản phẩm hàng mới, hàng liên doanh. Anh em nhé. Anh em có nhu cầu cần hỗ trợ về sản phẩm thì liên hệ Zalo với em theo số máy 0769086333. Hỗ trợ lắp đặt tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ 0856727722. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người những video kế tiếp.